đây là cái công trình của Pháp từ xưa. Đây là cái bể bơi của cái dự án. Khung cảnh rất là đẹp để cho mọi du khách, những cái người mà có cái vị thế cao á, thì thường là muốn nghỉ những cái nơi cho đẹp như này. Thì cũng may là ở bên Tuấn là thi công những cái loại đá này. Đây, đây cũng là cái loại đá Bali Yellow. Đó, rất đẹp.